Let the ceremony commence. Mày. Let the ceremony commence. Nó chém đầu quá kìa trưởng. Let the ceremony commence. Ơ kìa, vẫn trắng. Đánh 10 đạo à, đánh 5 đạo à, đánh 5 đạo không nổi đâu. Mình thua KVK, tụi nó bây giờ bút tắt đèn đều cái thứ nó hơn mình nhiều lắm. Đánh 5 đạo ra là lỗ Shadow phải lỗ gấp nó. Mình 4 nó 1 ấy. Chỉ có đánh kiểu này là mình lời thôi. Chứ còn mà đánh 5 đạo ra nó swam, nó đông nữa, nó swam chịu nổi đâu. Đó, đánh kiểu này là auto lời luôn. Cứ 1-2, 1-3. Chờ đâu 1-2, 1-3. Cứ máu vàng, máu đỏ là chạy thôi. Mày. Let the ceremony commence. Rồi 1 2 3 4, má nó 7 đào luôn. Hết chạy luôn. Quá pha này lố thấy mẹ rồi. À, 7 đạo. Đấm nhầm boss rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Má, đúng 7 đạo luôn. Đồ, Thái An xanh lè luôn. Phát này lỗ rồi. Mình do mình xa quá, mình chạy về không kịp. 410k kìa. À, ăn cú lừa rồi. Let the ceremony commence. Chúc mừng những người xui không nhận được thì thôi nha. Cảm ơn Victor nhiều nha. Cảm ơn em nhiều nha. Trời ơi, chạy về được tới đèo còn đúng 90k T5. Má pha này lỗ thế nhỉ. À, không thể kênh cháp đẹp thẳng luôn. Em mua nhiều quá nên Google không cho mua nữa. Cảm ơn bạn Victor nhiều nha. Không cảm xúc. Do ăn ở thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đã quá Pepsi ơi. Quá đã, quá đã. Ủa mấy phát này lỗ thế nhỉ? Lỗ thật chứ. Sắp tới tiêu game nên chơi không ông? VIP 14 rồi. VIP 14 rồi thì ông có thể là chọn nói chung vẫn ăn tiêu game đi, cứ ăn tiêu game đi, kiếm 26 tường. Cảm ơn Victor nhiều nha. Xanh lè, xanh lét, kênh chat, kênh Rock Channel cho kênh Rock Official ra chung gà. Vẫn chưa được 400 like. Dư đấy anh em à, boss mua rồi dư, mình nghĩ dư đấy. Nãy giờ nhiều lắm. Dư quá trời luôn. Kinh dị thiệt. Hơn 200 xem mà gần 400 like. Đâu anh em người ta like xong rồi người ta ọp ấy. Bây giờ anh em người ta like người ta ọp nữa. Chứ nãy giờ tính ra mấy cái gói mà boss mua là cũng dư. Dư quá trời dư luôn, có 200, tính trung bình mỗi lượt chỉ khoảng 200 người xem. Mua gói cũng phải 300 gói tầm đấy. Nhiều quá cái trưởng. Boss chơi là 2719 mà boss chơi World Bass. Đúng rồi, nãy mình cũng nghi nghi vậy rồi. Nãy mình thấy nghi nghi là chơi World Bass rồi. Tư vấn em quẻ di cư phát, em tính bay về K1. Hết K1 bay về Kingdom Việt cùng cộng. Mà mở giới hạn bâu cùng cộng lúc nào cũng được. Ừ đúng rồi bạn, cùng cộng thì nó không có giới hạn, 30 slot. Nước, nước. Cái gì ta? Nữa kìa anh em. Ôi ôi. Quên quên. Đây thì bật đây anh em. Sala cao cao. Alex RC. SC Hoàng Vũ. Attila Net. Ông VN Gaming này ông đánh T4. T4 mà Charo 1-1 vài lỏng lời. Ghê thật. Cảm ơn Thái Khang nha. Một cảm giác đủ lỗ bá trưởng rồi. Lỗ lú người rồi. Cái quỷ kia tách nó cao nó đánh đâu và cố luôn. Dễ ăn quá. Ê ê. Đủ. À còn Attila kinh thật sự.
Nó bào mình 14k. A à, ghê thiệt. Lỗ há mỏ rồi. Thằng này tất cao tướng trị ghê xịn quá. Đấm lỗ quéo giò luôn. Google không cho mua nữa. Cảm ơn Victor nhiều nha. Anh em chắc cũng full hết rồi. Cảm ơn bạn nhiều nha. Bây giờ không để ý. Á à, trời ơi full viện. Mắc mơ lên. Thật là xàm xí. Mấy cả 10k lính T5 ấy. Lú lú ừ tối nay hơi lú nha, lú quá cả trường, lú quá rồi. Mai thả tiếp. Ok ok, mai là sớm. Rồi sao toàn kèo không thơm không vậy trời. À quạt kìa cái nhà ai thì mùa này á được ủ nổ phát xem chết. À, mùa này chỉ được có 20m thôi, 19m5 là mình đánh từ cái đợt đèo năm rồi đó. Bữa giờ đánh rì rạ cũng được tầm mờ nữa, hơn mờ nữa. Em anh này tướng nó ngon lắm. Thằng 4B mấy kêu, thằng 23B kêu. 400 lính kìa. À nó mát tất luôn. À mà thì là ghê thiệt chứ. Cầm chết mà kill bon nó kinh lắm.